là Nguyễn Minh Quang. Hai, con bốn là bốn. Trường tiểu học Phú Xuân gồm những nhân vật cầu vồng, xe ô tô, hộp quà, bánh sinh nhật, trong trống, chữ happy, và mũ, pháo, nến, bóng, tay, chìa khóa, khối lệnh, chiến và lá cờ xanh, lệnh, liên tục, đợi một giây, là chuyển trang phục. Và thay đổi hiệu ứng màu một tượng 25.